Điều này đã xảy ra với tôi, điều đáng kinh ngạc nhất. Sự việc này cũng đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Một ngày cách đây 7 năm, tôi đang sử dụng máy tính, tìm video để xem. Nhưng tôi đã tìm thấy hình ảnh Avatar, một blogger trông rất giống tôi. Tôi bấm vào video với vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng còn sốc hơn nữa là việc phát hiện ra, người trong video đó thực sự giống hết tôi. Dù là mắt, mũi hay miệng. Ngay cả hình dạng lỗ mũi cũng giống của tôi. Kể cả giọng nói, hình dạng lông mày, và những đốm trên mặt giống hệt như của tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là, có thể đó là video tôi đã tải lên trước đó, mà tôi đã quên mất, nhưng nó bất khả thi. Tôi có thể tải lên một hoặc hai video và quên chúng đi, nhưng rất nhiều video đã được tải lên. Làm sao tôi có thể quên được? Chẳng lẽ là tôi bị mất trí nhớ sao? Tôi mở những video này cho bố mẹ và bạn bè của tôi xem, nói với họ đó không phải là tôi. Nhưng tất cả họ đều nghĩ tôi đang đùa họ. Đây chắc chắn là video của riêng tôi do tôi tự tải lên. Dù tôi có giải thích bao nhiêu đi chăng nữa, họ không tin chút nào. Tôi thậm chí còn hỏi mẹ tôi có một người anh em song sinh thất lạc từ lâu không? Nhưng mẹ tôi nói tôi bị điên. Chẳng lẽ mẹ vẫn chưa biết mình có bao nhiêu đứa con? Nhưng ngay cả khi đó là người anh em song sinh thất lạc đã lâu của tôi cũng không thể giải thích được. Ngay cả anh em sinh đôi cũng không thể giống hệt nhau. Đột nhiên tôi nghĩ, có ai đang sử dụng công nghệ AI không? Một video được thực hiện bằng khuôn mặt của tôi. Nhưng tại sao anh ta lại làm điều này? Tôi không phải là người nổi tiếng, cũng không đẹp trai, chỉ là một người bình thường. Tại sao lại sử dụng khuôn mặt của tôi? Với nhiều câu hỏi, tôi đã gửi email cho blogger. Hỏi bạn là ai? Tại sao lại sử dụng khuôn mặt của tôi? Bạn có thực sự trông như thế này không? Kèm theo đó là một bức ảnh của tôi, và một bức hình cánh tay đầy sẹo của tôi. Đó là khi tôi còn rất trẻ, vô tình bị bỏng. Và một bức ảnh về rốn của tôi, vì tôi luôn nghĩ rốn của mình là duy nhất, khác với người thường. Tôi nghĩ những điều này sẽ chứng minh rằng đó không phải là tôi. Vài ngày sau tôi nhận được thư trả lời. Anh ấy đã nói gì trong email? Người trong video là tôi. Đừng cố đánh lừa tôi bằng mấy thứ tổng hợp được ghép lại với nhau. Tôi có thể nhận ra rằng bạn đang nói dối. Nếu bạn thực sự trông giống như trong bức ảnh, tôi quỳ xuống vì bạn. Và làm sao bạn biết tôi có vết sẹo trên cánh tay? Bạn là ai? Nếu bạn thực sự muốn chứng minh rằng đó là khuôn mặt của bạn, nếu bạn có đủ can đảm, chỉ cần thực hiện cuộc gọi video. Sau khi đọc trả lời, tôi tức giận và bối rối. Cứ thách tôi đo, tôi là chính tôi. Vì vậy tôi đã gọi video với anh ấy. Thời điểm cuộc gọi được kết nối, cả hai chúng tôi đều bất ngờ. Có hai khuôn mặt giống hệt nhau trên màn hình. Tôi không biết phải đối mặt thế nào. Tôi sợ quá vội cúp máy. Sau đó tôi gửi cho anh ấy một email khác. Bây giờ bạn tin điều đó, quỳ xuống cho tôi. Nhưng anh ta lại không trả lời. Rồi một ngày, người đó đã đăng một video mới. Tiêu đề là tôi thực sự có một nhân cách khác. Hãy xem những lời đó, tôi nổi da gà khắp người. Nhưng tôi vẫn không thể không bấm vào video. Trong video, anh nhìn vào camera với vẻ mặt vô cảm. Đột nhiên với một nụ cười khác, nhặt một tấm gương. Bắt đầu nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương. Anh ấy luôn thích chính mình, cười như điên mấy chục phút. Cuối cùng anh ta đấm vỡ gương. Hét lên bạn là ai thế? Sau đoạn video lạnh thấu xương đó, anh ấy chưa tải lên bất cứ thứ gì nữa. Tài khoản đó chưa bao giờ được cập nhật lại. Tôi bắt đầu hơi lo lắng. Có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy à? Vài ngày sau tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ. Nhấc điện thoại lên và lắng nghe. Người bên kia hóa ra là cảnh sát. Tim tôi chợt thắt lại. Qua điện thoại, cảnh sát hỏi tôi có phải ở băng không? Tôi nói phải. Có vấn đề gì không? Viên cảnh sát tiếp tục. Có một người tên giống bạn. Chúng tôi đã ở trong email gần đây nhất của anh ấy. Đã tìm thấy thông tin của bạn. Vì vậy tôi muốn biết về tình hình của anh ấy. Bạn có thể kể cho chúng tôi một chút về anh ấy không? Tôi lại bị sốc lần nữa. Ngay cả cái tên cũng giống tôi. Tôi đã nói với cảnh sát. Tôi đã liên lạc với anh ấy nhiều lần về email. Nhưng không biết rõ về anh ấy. Theo cảnh sát, họ cũng tìm thấy một cuốn nhật ký ở nhà anh ấy. Sau đây là một phần nhật ký của anh ấy. Ngày 12 tháng 5 năm 2017, kể từ khi tôi nhìn thấy người đó, tôi cảm thấy như mình đã biến mất khỏi thế giới này. Tôi cũng không thể nhìn thấy mình trong gương. Ngày 15 tháng 5 năm 2017, tôi cảm thấy như sự bất lực của mình đang dần biến mất. Không còn nhạy cảm với danh tính của chính mình, kể cả khi ai đó gọi tên tôi. Tôi thậm chí không chắc họ đang gọi tôi, hoặc là gọi người khác, tôi không còn biết mình là ai nữa. Hôm qua ngày 27 tháng 5 năm 2017 tôi lại ho ra máu. Bác sĩ nói nội tạng của tôi đang bị thối rữa từng chút một. Nhưng họ không thể phát hiện ra nguyên nhân, và cũng không biết cách chữa trị. Chỉ có thể lắc đầu bất lực với tôi. Ngày 3 tháng 6 năm 2017 hôm nay tôi đang đi dạo trên phố, đột nhiên ngất đi. May mắn thay, một người tốt bụng đã sơ cứu tôi ngay tại chỗ. Anh ấy nói tin tôi đã ngừng đập trong vài giây. Ngày 5 tháng 6 năm 2017 tôi đang nằm trên giường, nhìn thấy một bóng đen kỳ lạ. Anh đứng trước mặt tôi và nhìn tôi bất động. Nói rằng tôi đã thấy điều gì đó mà tôi không nên thấy. Những việc cần làm trong tuần này, ngày 6 tháng 6 năm 2017. 1. Tìm một người giống tôi. 2. Thoát khỏi anh ta. Đây là cái cuối cùng. Không có nhật ký theo dõi sau ngày này. Lẽ ra anh ấy nên rời khỏi nhà sau ngày hôm đó. Rồi tôi chợt nghĩ. Tôi nghĩ tôi đã gửi email trước đây. Tôi đã đề cập địa chỉ nhà của tôi với anh ấy. Chẳng lẽ anh ấy đến tìm tôi sao? Cái tôi còn lại mà anh ấy nói muốn loại bỏ chính là tôi. Hãy nghĩ về điều này, tôi bắt đầu hoảng sợ. Ngày hôm sau, một người bạn đã gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng này. Hôm qua tôi thực sự rất vui khi được gặp bạn. Nhưng tôi cảm thấy hơi lạ về bạn. Cách cư xử của bạn hơi khác so với trước đây. Kỳ quặc. Bạn ổn chứ? Tôi gọi cho anh ấy ngay lập tức. Bởi vì tôi đã không gặp bạn tôi ngày hôm qua. Nhưng anh ấy đã nói một cách chắc chắn trên điện thoại. Chúng ta đã gặp hôm qua.
Và anh ấy thậm chí còn nói đùa rằng, ôi chúa ơi, đó không phải là bạn, đó là bản sao của bạn phải không? Tôi yêu cầu anh ấy kể cho tôi nghe cụ thể chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Bạn tôi mỉa mai rằng chắc hôm qua cậu đã uống nhiều quá, nên bạn không nhớ gì cả. Hôm qua chúng ta đã uống rượu và trò chuyện cùng nhau cả ngày, nói và cười. Bạn thậm chí còn cho tôi xem nó, những bức ảnh chúng ta chụp trước đó ở nhà bạn. Lúc đó tôi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Không thể nói một lời, tôi biết chắc chắn là người đã đến đây. Anh ấy đã đi gặp bạn tôi, tim tôi đang đập thình thịch. Tôi chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, vội vã lao vào phòng, đóng cửa lại. Tuy nhiên vào thời điểm này, tôi nghe thấy gia đình tôi trò chuyện ở phòng khách, và người nói rõ ràng là giọng của tôi. Tôi đang đứng sau cánh cửa, cơ thể không ngừng run rẩy. Sau một lúc, có tiếng bước chân tiến về phía phòng tôi, tiến gần hơn, tay nắm cửa bắt đầu xoay, chẳng mấy chốc cánh cửa đã mở. Tôi đã thấy, tôi đang đứng ở cửa, tôi không nói nên lời. Nhìn vào bản thân khác trước mặt tôi, anh ấy đã mỉm cười, từng bước hướng tới, anh ấy bước lại gần tấm gương trong phòng. Anh ấy nhìn vào gương và tôi nhiều lần, sau đó bắt đầu thở dốc. Hãy nói to cho tôi biết tại sao tôi không thể nhìn thấy tôi trong gương. Rồi anh ấy bất ngờ lao về phía tôi ngã ngửa. Anh ấy túm lấy cổ tôi và hét lên tại sao lại là tôi, nếu chỉ một người trong chúng ta có thể tồn tại. Nó phải là tôi. Tôi vùng vẫy và hét lên, xin hãy bình tĩnh, chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ, nhưng anh không có ý định buông tay chút nào. Ngay lúc tôi sắp bị đánh bất tỉnh, anh ấy đột nhiên dừng lại, ôm đầu đau đớn, ngã xuống đất với những tiếng hét đau lòng, mắt anh bắt đầu sưng lên, dường như nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào, chảy máu mũi qua, đặc điểm khuôn mặt bị biến dạng. Tôi có thể nghe thấy tiếng xương hàm của anh ấy kêu lạo xạo. Dần dần, tất cả xương trong cơ thể anh bắt đầu kêu răng rắc. Cơ thể hoàn toàn tan biến và mềm nhũn như kem. Ngừng thở sớm. Khuôn mặt đó đã thay đổi hoàn toàn đến diện mạo của nó. Cảnh tượng chấn động đó khiến tôi run lên vì sợ hãi. Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay. Nhưng vì khuôn mặt của anh đã bị biến dạng nghiêm trọng, rất khó để cảnh sát xác nhận danh tính của anh ta. Và dấu vân tay của anh ấy giống hệt dấu vân tay của tôi. Cảnh sát đã hoàn toàn hoang mang về tình hình. Sau khi khám xét nhà và đồ đạc cá nhân của anh ta, cảnh sát đã liên lạc với bạn bè và người quen của anh ta, nhưng không ai biết anh ta. Vấn đề này, nó trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Cho đến ngày nay, bao gồm cả tôi, không ai trên thế giới biết anh ấy là ai. Đã lâu lắm rồi, nhưng tôi vẫn đau khổ. Tôi luôn có thể mơ thấy anh ấy trông hung dữ và xấu xa, cạnh anh ấy muốn bóp cổ tôi đến chết. Vì lý do này mà tôi không bao giờ dám nhìn vào gương nữa, bởi vì khi tôi nhìn thấy người đó trong gương, tôi sẽ nghĩ về người khác. Tôi đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt.